Nữa này. Dạ. Làm gì đấy? Tôi đang chơi. Chúng có đây. Hello mọi người, đã trở lại kênh của em Đạt Villa. Thì ngày hôm nay em với cả Gideon dậy từ mấy giờ sáng nhỉ? 5 giờ hay là 6 giờ sáng để chờ bố em đi bệnh viện khám. Thì trong thời gian đợi chờ thì em với Gideon có ra ngân hàng để làm giao dịch. Đấy. Nói chung là tháng vừa qua thì em đã chăm chỉ, đúng chưa? Chăm chỉ quay YouTube để làm những video cho mọi người xem. Và cũng là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi kênh YouTube của em cũng như của vợ em. Thì hôm nay bọn em muốn ra ngân hàng để rút tiền YouTube. Đấy, đây là số tiền YouTube của tháng vừa rồi nha mọi người. Đấy, đây là bây giờ sẽ mang về giao cho vợ xem vợ sẽ làm gì. Bây giờ mình là người đàn ông có vợ rồi đúng không em? Nhưng mà tiền thì mình kiếm, nhưng mà quản lý thì vợ quản lý. Đấy. Mang về nhà xem là vợ sẽ làm gì với số tiền này nhé mọi người nhé. Chứ còn em thì cũng chỉ có lấy tiền thì mua thuốc, thì uống nước chè đá thôi chứ chả để làm cái gì tầm này. Bây giờ mang về để xem vợ em sẽ sử dụng số tiền này như nào nhé mọi người nhé. Dạ. Làm gì đấy? Tôi đang chơi. Chúng có đây. Tiết kiệm mọi người ạ. Đấy, mọi người cứ bảo là Đạt Villa nhiều tiền, nhưng mà Đạt Villa thì không có tiền đúng không? Đúng. Đạt Villa là có tiết kiệm nhiều đúng không? Đây là tiền ở đâu này cháu? Tiền trong quay YouTube này. Mọi người nhìn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đã xem kênh YouTube của hai vợ chồng em. Đấy, mọi người xem YouTube, mọi người xem là bọn em có tiền. Mọi người vừa xem, mọi người có video để giải trí, vừa ủng hộ vợ chồng em rồi, đúng không? Mọi người comment YouTube chồng đi nhá. Phi Đất Family có bóng làm gì nhé. Có comment nha. Phi khóc là Phi năm gì nhà. Có comment nhá. Phi có quay video anh Đạt nhá. Chồng Đạt.
Thánh đây. Hôm qua vợ cọ nói Davila là mọi người tóc gì vợ. Vợ nói đây. Cháu ơi. 10 triệu. Cháu ơi, vợ cọ làm việc hôm qua. Ừ. 15. Ê, ở đây. Nhà mọi người vợ có ăn cơm, mọi người ăn cơm. Giúp mọi người ăn cơm. Xem xem vú. Nấu cơm cho mọi người để mọi người trả lương. Có. Một ngày 5 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Ở đâu có thì chồng làm đấy. Ngày 10 triệu nấu cơm, ngày 10 triệu ở đâu có để cho chồng đi làm đấy. Tháng 300 triệu. Con có làm việc mẹ không? Có làm việc mẹ không? Con nhanh lớn nhá, nhanh lớn. Để phải nuôi cho nợ nó nhanh lớn. Bố ơi, nhanh bố. Lớn thì mới nhanh có tiền mua nhà được. Bà cái con lợn vàng của con ra. Nếu mà được chục triệu thì bà gửi ngân hàng tiết kiệm. Con lợn vàng của con có 10 triệu chưa? Mà hôm qua mẹ mua mẹ giúp con ăn gì? Con cứ đút là lợn ấy, lúc nào nó phải đầy đã, nó phải mẹ cậu lớn. Giúp con 50 triệu này. 50 triệu ở đâu? Có đi mua. 50 triệu. Con nghĩ xong rồi con tỉnh luôn. Đấy. Đây là quỹ của gia đình nhỏ nhà em nhá. Mỗi tháng em sẽ lấy tiền YouTube nhét vào đây để tiết kiệm để mua nhà cho vợ cho con. Nói chung là lăng nhặt thì chặt bị thôi mọi người ạ. Mỗi tháng một ít. Mọi người share, comment and subscribe cho nó đặt phi la nha mọi người. Mọi người bố comment, bố. Subscribe YouTube video đấy nha mọi người. Bố, con đếm tiền 200 với cả 100 rất là... À, con đếm tiền 200 rất là ố dề nhưng mà 500, 100 đếm dễ. Đếm dễ à? Cứ 500 là đếm dễ. Mọi người comment nhá. Mọi người comment đặt phi la năm gì. Có đặt phi la ngày mai có làm gì? mắc quan mắc quan xịp à? Có mắc quan xịp đi chơi có đúng có mắc quan xịp đi chơi là gần nhìn à? Hả? Không được. Mọi người comment ở trong có bảo kê. Mọi người comment mà mọi người thích ngày mai vợ chồng em làm gì thì mọi người comment để xem mọi đặt người nhé. Comment nhá. Đặt villa làm gì? Đặt villa ăn ớt là đặt villa làm gì đấy nhá mọi ớt người. Ớt thì chịu. Con thích nhất là cái lúc đút lợn. Thích nhất là lúc đút lợn này. Con lợn của bố nuôi 3 năm rồi, mấy tháng rồi. Nuôi được 1 năm rồi đấy con ạ. Nhưng mà con này nó to quá, đút mãi chả đầy gì cả. Khi nào bố phải mua con to nữa. Đúng rồi, đầy con này thì ta lại mua một con nữa. Không, đầu tiên là bố đầy con này, xong rồi bố cất đi, xong rồi bố mua thêm con nữa. Đến khi nào bố cần thì bố đập tất cả các con đấy ra, thì lúc đấy bố còn... Mới lúc đấy mới có tiền đúng không? Vâng. Bố còn nhiều tiền hơn cả tỷ phú. Nhiều khi á. Bố đi tiết kiệm từng đồng đấy con ạ. Bố tiết kiệm từng đồng đấy. Mọi người xem YouTube của bố nhiều là bố có tiền là bố đi tiết kiệm. Đúng không? Con mà chả xem, nhưng mà xem một lúc con quá, con xem. Đấy, đi tiết kiệm thế này để mua nhà cho bố nhá. Mua nhà cho gia đình nhà mình, đúng không? Thì bố đưa lại cho ông quý bố đút vào đây cho là chậm. Trời ơi, con lợn này nó bị một cảnh phát. Con ơi, con ơi. Con này nó sắp đầy rồi nhỉ. Đây. Làm gì con hết rồi. Bờ ơi.
trai mà trong đầu cô không? Có. Mẹ con mát xa cùng cho bố nha. Mẹ con mát xa nha. Mẹ con mát xa nha. Ở đây, chồng ở đây. Ở đây, chồng ở đây. Để đây. Con đi con. Nè. Con ở đây đi. Nào, bẻ khúc không, đi. Ở đây. Nào, đi bẻ, bẻ khúc, bẻ khúc, bẻ khúc. Nè. Con đi con. Ở đây đúng không? Chồng ở đây. Có rồi. Ờ thôi chồng đi ngủ nhé. Chồng ơi. Gì? Xong rồi thì đi ngủ đi. Hả? Thôi đi cái gì? Thôi, không có đẹp trai không đúng đẹp trai đẹp trai thôi đẹp trai thì đi ngủ để nữa cái túi bông gì cho con chim. Đã đến khung đẹp trai chưa? Đến khung đẹp trai chưa? Bố vẫn đẹp trai mà. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ôi trời, đấy mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Phận đàn ông 12 bến nước nó thế đấy. Rồi, thế thôi được rồi. Con đi ngủ đi chồng. Chồng có mẹ. Thế không bye bye mọi người à? Ngủ đi nha mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Bye mọi người nha. Mọi người xem video nhớ subscribe cho em Đạt và subscribe cho video nhé mọi người. Chúc mọi người muốn em Đạt làm gì mọi người comment cho em Đạt biết nha. Bye mọi người và cảm ơn mọi người rất là nhiều.